Nóng! BKCD đánh quyết liệt 8 tên lửa hành trình tan sát Su-30SM Nga xuất kích Quý vị thính giả thân mến, theo BBC, đã có một đoàn tập kích đường không nhằm vào căn cứ không quân T-4 của CD trong sa mạc Palmira. Các nguồn tin khác cho biết nhiều khả năng các tên lửa hành trình này được phóng đi từ biển địa trung hải. Tuy nhiên cũng có tin là không quân Israel đã tiến hành tập kích bằng tên lửa hành trình nội địa, chứ không phải là Tomahawk của Mỹ. Các nguồn tin địa phương Syria cho biết dường như đây là tập kích bằng tên lửa của Israel bắn qua Lebanon về phía Tây 4. Phòng không Syria cảnh giác cao đã bắn chặn cái tên lửa bay trên lãnh thổ Lebanon. Số lượng có vẻ không nhiều, chỉ khoảng trên dưới chục quả và có thể là tên lửa hành trình phóng từ trên không Nimrod, phiên bản Nimrod 2 hoặc là Nimrod 3 của Israel. Có hai chế độ dẫn đường ngắm bắn bằng laser, GPS có tầm hoạt động 36 km và có tính năng di chuyển tự động. Đầu đạn 14 kg và tên lửa có thể thay thế đầu đạn cho mục tiêu khác nhau. Nimrod 3, một vũ khí dẫn đường song song laser. GPS Homing có tầm hoạt động 10 đến 50 km và có thể hỗ trợ các loại đầu đạn do mục tiêu hủy diệt khu vực lớn hay đánh điểm. Nó cũng có khả năng di chuyển tự động chiều dài 265cm, đường kính 170mm, trọng lượng 100kg, tốc độ trung bình 1.000 km trên giờ, Mach 0.8. Nimrod 3 sử dụng cơ chế dẫn đường CBS Homing, hoạt động bán chủ động ban đầu đạn hit, lưỡng dụng phân mảnh HE, nhiệt áp, phân mảnh chống bộ binh. Trên mạng xã hội, thống kê người Mỹ có tới trên 70% không đồng thuận tấn công Syria lúc này. Có thể thời gian tới Mỹ sẽ leo thang bằng việc cung cấp tên lửa cho Israel bắn liên tục có tin tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35 Nga ở Syria đã xuất kích không rõ để đón đánh tên lửa hành trình hay chỉ thị mục tiêu cho phòng không Syri gián trả. Thông tin mới nhất cho biết Nhà Trắng phủ nhận việc bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay T-4 ở Đông Homs sau khi có các báo cáo về những vụ nổ lớn tại khu vực này. On Mazda, ban đầu báo cáo rằng các máy bay không rõ nguồn gốc bay vào không phần CD từ thung lũng Pequa của Lebanon trước khi tấn công mục tiêu này. Thiệt hại của quân đội CD tính tới thời điểm này là có hơn 12 lính thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa hành trình, cùng máy bay lạ vào căn cứ sân bay T4.